Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại cung thể thao Cầm Ngựa. Chiều nay tại đây ghi nhận không khí tập luyện rất khẩn trương và sôi nổi của đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam trước thềm SEA Games 31. Sau khi mà chúng ta lắp xong dụng cụ thì đội tuyển cũng đã ra đi tập luyện làm quen dụng cụ, và hiện nay là các vận viên đã có buổi tập thứ ba rồi, và thấy tinh thần cũng như là cái làm quen dụng cụ các vận viên khá tốt. Tham dự giải đấu lần này, đội tuyển dụng cụ nam có 6 vận viên, và 6 vận viên chúng ta sẽ tập trung chính đầu ngày đầu tiên sẽ tập trung vào cái nội dung đồng đội, và sau ngày thi đấu đồng đội xong chúng ta sẽ tập trung vào những nội dung tương môn của các thế mạnh của các vận viên Việt Nam chúng ta như là Đinh Phương Thành, Lê Thanh Tùng, Khánh Phong, Xuân Thiện và Hải Khang. Thì các vận viên này sẽ tập trung vào những cái nội dung đơn môn sau khi thi đấu ngày đầu tiên xong, là nội dung sạc kép, sạc đơn, nhảy ngựa, và nói chung là các môn mà chúng ta có khả năng cạnh tranh huy chương mà chúng ta sẽ tham gia vào các nội dung đấy ở ngày thi chung kết. Chúng tôi là cố gắng bảo vệ những kết quả trước đây chúng ta đã đạt được ở kỳ SEA Games Philippines vừa qua, tập trung vào những nội dung thế mạnh của Việt Nam như là đồng đội và sạc kép, nhảy trống cũng như là môn vùng treo và ngựa vật. Just now. The channel you do.